Sáng ngày 18 tháng 1, trước sự chứng kiến của ba ngành pháp luật tỉnh, bị can Nguyễn Minh Thanh, tự nhí, sinh năm 1998, trú ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành, đã thực nghiệm điều tra toàn bộ hành vi giết người cướp tài sản xảy ra tại ấp Hòa Lợi 4 vào ngày 26 tháng 11 năm 2018. Nạn nhân là chị Hồ Thị Kim Toàn, sinh năm 1986, cư trú ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Trước đó, tối ngày 26 tháng 11 năm 2018, Thanh đến dự đám cưới nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4. Tại đây, Thanh gặp và nói chuyện với chị Hồ Thị Kim Toàn, người dẫn chương trình đám cưới. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thanh và chị Toàn đi ra phần đất trống gần khu vực đám cưới nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục với chị Toàn, nhưng chị Toàn không đồng ý. Lời qua tiếng lại, Thanh nắm tóc chị Toàn kéo ra mương gần đó và dìm xuống nước cho đến chết. Sau đó, Thanh đã cởi quần áo chị Toàn mặc trên người, ném vào đám sậy. Đồng thời giác sát chị Toàn dùi dưới mương nước sau nhà, rồi dùng một tấm đàn bằng xi măng đè lên xác nạn nhân. Sau khi sát hại chị Toàn, Thanh lấy điện thoại và xe máy hiệu Novo biển kiểm soát 62L1-17983 của nạn nhân đem bán, sau đó bỏ trốn tại Bình Dương. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2018, Thanh đến công an huyện Châu Thành tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.